Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn mình làm một cái vòi nước nó xoay 360 độ các bạn. Mình sẽ dùng một cái đoạn ống nước như vậy các bạn. Dài khoảng 50 cm. Và ở đây á, là cái đầu nối của nó nè các bạn. Và ở đây á, là một cái đoạn ống nước nó cũng có cái đầu nối như vậy luôn. Thì hai cái đầu nối này đó các bạn, khi mà úp vô với nhau như vậy á thì nó rất là bằng và nó rất là kín ha. Tại vì cái đầu này á, nó làm bằng máy ra các bạn, nó rất là bằng. Và kế tiếp á, là một cái đoạn ống nước phi 27. Thì cái đoạn ống nước phi 27 này á, nó phải dài hơn hai cái đầu nối này. Và kế đến là một cái van khóa các bạn. Và tiếp theo á, là một cái nối răng trong phi 21 và thêm một cái ron các bạn ha. Và cuối cùng là một cái nút bít phi 21 các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cát vô và mình uống cái ống này trước các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái ống phi 27 như vậy. Và bắt đầu mình hơi nóng đó các bạn. Và mình sẽ lồng nó vô trong cái ống này ha. Sau khi mình bóp cái ống này lại rồi đó các bạn, thì bây giờ cái ống này nó nằm sát vô đây, nó không có rớt ra ngoài được ha, do cái ống này nó bóp vô cái khớp nối. Và tiếp theo đó mình sẽ làm mềm cái ống này và mình cho cái khớp nối này vô đây luôn. Và sau đó mình dùng cái ron này các bạn, mình đẩy cái ron này vô cho nó đụng vô cái đầu ống bên trong này luôn ha. Rồi cái kết quả đó các bạn, sau khi mình uống xong nè, thì hai cái đầu này nó ôm và hai cái đầu ống á, nó cụm vô với nhau như vậy ha. Đó, thì nó rất là khít và nó xoay các bạn. Đó, rất là đều. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn ống dư này đi. Và mình canh á, làm sao cho nó vừa đến đây các bạn. Để khi mình dán vô á, cho nó khít nó đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ khoan cái lỗ của cái nút bít này các bạn ha. Để cho nước nó chảy ra. Cái vòi nước này đó các bạn, bây giờ là xong rồi đó. Đó các bạn thấy không? Nó xoay nè. Đó. Thì bây giờ mình ráp vô, mình test coi coi nó có bị xì nước không ha các bạn ha. We'll be right back.
Rồi với cái cách làm cái vòi nước như vậy đó các bạn, thì cái này các bạn thấy nó rất là gọn ha. Thì nó hơi khó là nó khó ở chỗ này nè các bạn. Lúc mình hơi cái chỗ này á, mình thao tác cho nó nhanh và mình ép hai cái đầu ống này á, cho nó sát vô trong cái ron á, thì nước á, nó sẽ không có bị xì. Đó. Thì cái này á, mình làm vòi rửa chén rồi các bạn, rất là tiện ha. Rồi mình dừng video tại đây các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.